Và vừa rồi là một cú đấm chính xác của Văn Tuấn. Cú đấm vòng chính xác rất bất ngờ của Văn Tuấn. Và bây giờ là một lợi thế dành cho Võ Lý ở góc đài màu xanh. Duy Nhất đang gặp rất nhiều những khó khăn. Brown rồi. Liệu có một chiến thắng bất ngờ đã được tạo ra bởi Văn Tuấn? Và Duy Nhất với bản lĩnh của mình cũng đang đứng vững cho đến thời điểm này. Phải chạm trán với một tượng đài, một đối thủ rất nặng ký trong hạng cân của mình, không chỉ trong MMA. Đây là một võ sĩ tham gia rất nhiều những sự kiện thi đấu chuyên nghiệp ở nội dung MMA. Lá thăm may rủi đã đưa Lê Văn Tuấn chạm trán với Nguyễn Trần Duy Nhất ở vòng đấu tứ kết. Miếng đánh sở trường trong bộ môn Muay Thái của Nguyễn Trần Duy Nhất. Và vừa rồi là một cú đấm chính xác của Văn Tuấn. Cú đấm vòng chính xác rất bất ngờ của Văn Tuấn. Và bây giờ là một lợi thế dành cho Võ Lý ở góc đài màu xanh. Duy Nhất đang gặp rất nhiều những khó khăn. Ground and Brown rồi. Liệu có một chiến thắng nhanh chóng nữa hay không? Bất ngờ đang được tạo ra trên lồng bát giác tại nhà thi đấu. Một thế triangle đang được tạo ra. Arm triangle. Duy Nhất đang gặp bất lợi. Võ sĩ được đánh giá cao hơn bất ngờ dính đòn và sau đó đang bị gặp bất lợi trong một tình huống khóa xiết đến từ Văn Tuấn. Bây giờ là một tình huống rematch choke cho Văn Tuấn. Rất bất ngờ. Duy Nhất vẫn đang cố gắng. Bản lĩnh của ông vua Muay Thái Việt Nam đang được tạo ra. Tuy nhiên bây giờ vào thế rồi. Rõ ràng là Văn Tuấn đã có được một lợi thế rất lớn. Liệu có được một tình huống rematch choke hay không? Cần thêm thời gian với một tình thế khóa xiết này. Duy Nhất vẫn chưa bỏ cuộc. Một tình huống rematch choke hết sức chặt chẽ đã được tạo ra. Trọng tài sẽ quan sát, nếu như trong trường hợp Duy Nhất không tap out thì trọng tài hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu. Duy Nhất vẫn đang đủ sức để chống đỡ trong tình huống rematch choke này. Không khí trên các khán đài tại nhà thi đấu Rạch Miễu đang hết sức sôi nổi. Một bất ngờ đã được tạo ra bởi Văn Tuấn. Và Duy Nhất với bản lĩnh của mình cũng đang đứng vững cho đến thời điểm này. Đã gạt được một tay già của Văn Tuấn. Duy Nhất đã thoát ra khỏi thế nguy hiểm. Bây giờ là một thế rematch choke trọn vẹn đến từ Văn Tuấn. Khóa được chân. Liệu còn đủ lực để siết chặt hơn nữa hay không? Cần phải thêm lực. Duy Nhất vẫn đang chống đỡ. Bản lĩnh của nhà vô địch thế giới bộ môn Muay Thái. Bản lĩnh của nhà vô địch không cho phép Duy Nhất tap out. Anh vẫn đang chống đỡ. Vấn đề là sức bền của Văn Tuấn có còn đảm bảo. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu đầu tiên vẫn còn rất nhiều. Rất sôi nổi. Một bầu không khí tuyệt vời tại Lion Championship 2022. Chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những trận đấu hấp dẫn. Và ở trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay, chúng ta đang được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn nữa. Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, Duy Nhất vẫn đang kiên trì để thoát ra. Vẫn chưa có được một chiến thắng bằng submission. Duy Nhất đã bằng kinh nghiệm của mình đã thoát ra. Chưa thể tạo ra được một tình huống rematch choke thực sự.
Duy Nhất vẫn đang cố gắng. Một thế kìm kẹp, một thế khóa xiết đến từ Văn Tuấn. Tình huống đi nách chốc như này với nhiều võ sĩ, nếu như không phải là Duy Nhất thì chắc chắn đã tap out rồi. Bây giờ là cuộc chiến về ý chí, một cuộc chiến về ý chí của cả người tấn công lẫn phòng thủ. Duy Nhất quá tốt, Duy Nhất quá tốt để thoát ra khỏi tình huống kìm kẹp vừa rồi. Văn Tuấn sau khi nhận thấy không còn cơ hội để có thể tạo ra một tình huống re-neck chốc nữa, anh đã chủ động tạo thoát ra. 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Bây giờ thì Duy Nhất lại là người có ưu thế. Hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Rất tuyệt vời. Nếu như không phải là Duy Nhất thì chắc chắn đó là một tình huống submission rồi. Văn Tuấn cũng đã cho thấy bản lĩnh cũng như khả năng thi đấu của mình, rất cố gắng. Và có lẽ là anh chỉ trách tại sao đối thủ của mình là Duy Nhất mà thôi, bởi vì đó là một tình huống mà anh hoàn toàn đã có được một chiến thắng submission. Tuy nhiên, Duy Nhất không cho phép mình bỏ cuộc, Duy Nhất không cho phép mình tap out. Và chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh đẹp nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên. Một hiệp thi đấu đầy sôi nổi, một hiệp thi đấu đầy chất lượng. Những điều mà chúng ta đang chờ đợi ở Lion Championship. Tưởng chừng như là Duy Nhất sẽ có được một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, Văn Tuấn đã gây ra những bất ngờ. Một sự lo lắng trên khuôn mặt của người vợ của Nguyễn Trần Duy Nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ hai. Duy Nhất đang gặp phải một đối thủ đáng gờm. Đó là một cú hết kích chính xác. Tiếp tục là một cú hết kích nữa. Đó là những miếng đánh sở trường của Duy Nhất. Cú phang trụ rất nặng. Bây giờ thì Duy Nhất đã trở lại. Duy Nhất đã cẩn trọng hơn so với những gì mà anh đã thể hiện ở những phút thi đấu đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ nhất. Duy Nhất đã quyết tâm hơn rất nhiều. Sự cẩn trọng đã được thể hiện. Cú hai kích. Rõ ràng là bây giờ một cú đấm thẳng tay sau chính xác. Đó là một tình huống knock out. Duy Nhất đã chứng tỏ tại sao anh được gọi là độc cô cầu bại. Một cú đấm thẳng tay sau chính xác đã giúp cho anh có được chiến thắng knock out. Sau những gì đã thể hiện trong hiệp thi đấu thứ nhất thì Văn Tuấn đã không thể đứng vững. Người vợ của Nguyễn Trần Duy Nhất đã rất vui. Một niềm vui vỡ òa. Tưởng chừng như anh sẽ gặp rất nhiều những bất lợi sau một hiệp thi đấu đầu tiên với đòn thế re-neck chốc. Nếu như không phải là Duy Nhất thì chắc chắn là Văn Tuấn đã có được chiến thắng submission. Thật bất ngờ, không thể hiểu nổi, không thể nghĩ rằng Duy Nhất lại có thể có được một chiến thắng sau những thế kim kẹp trong hiệp thi đấu đầu tiên. Một cú đấm thẳng tay sau sở trường của mình, một chiến thắng knock out. Nếu như ai đặt dấu hỏi, nếu như ai chỉ xem hiệp thi đấu đầu tiên, người ta sẽ nói rằng Duy Nhất đang gặp rất nhiều những khó khăn, ngay cả tôi.
Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch, bản lĩnh của Độc Cô Cầu Bại đã được thể hiện. Niềm vui trên khuôn mặt của người vợ Nguyễn Trần Duy Nhất sau khi anh giành chiến thắng lên ôm người chồng của mình đã thể hiện điều đó. Xin chúc mừng cho Nguyễn Trần Duy Nhất, anh đã có được chiến thắng knockout. Người vợ của anh đang vỡ òa trong cảm xúc. Một chiến thắng tuyệt vời, đây xứng đáng là trận đấu mên cạc, đây xứng đáng là trận đấu mà chúng ta chờ đợi nhất trong tứ kết Lion Championship ngày hôm nay. Xin chúc mừng cho Nguyễn Trần Duy Nhất. Thưa quý vị, trận tứ kết cuối cùng của Lion Championship đã khép lại không thể ngoạn mục hơn. Và với những ai vừa theo dõi hiệp 1 của trận này, có lẽ quý vị sẽ cảm thấy trái tim của mình như ngừng đập. Rất là nhiều tình huống chúng ta tưởng rằng đã có một tình huống tap out, đã có một tình huống bỏ cuộc, nhưng không có bỏ cuộc nào ở đây cả. Và hiệp 2 nó đã chứng kiến sự trở lại tuyệt vời. Đó là chiến thắng knock out bằng một cú đấm tay sâu ngoạn mục của võ sĩ gốc Đài Đỏ Nguyễn Trần Duy Nhất. Võ sĩ Lê Văn Tuần cũng đã có một trận đấu để đời và anh xứng đáng nhận được những tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị. Và hãy xin cùng nhìn ngắm lại những đòn tấn công mẫu mực cùng một tinh thần tuyệt vời của trận đấu vừa rồi.